Hồng Vân và Thanh Thảo xin kính chào tất cả quý vị quan khách và tất cả các bạn. Hôm nay mọi người đến rất là đúng giờ, và Hồng Vân thấy là cái chương trình ngày hôm nay chúng ta rất là đúng giờ, phải không ạ? Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật là vui, thật là ý nghĩa trong ngày hôm nay, bởi vì chúng ta đến đây để cùng chung tay để mà làm một cái việc thiện, là làm gây quỹ cho Pray to Mary of Fatima. Dạ vâng, Hồng Vân rất là vui có mặt hôm nay. Mời quý vị an tọa. Quý vị vẫn còn thích chụp hình phải không ạ? Mời quý vị an tọa. Và kính thưa quý vị, Hồng Vân rất là vui nhận thấy là có nhiều khuôn mặt thân thương của những trường trung học ngày xưa, Lycée Français. Cho nên Hồng Vân xin phép được nói vài câu để đón chào những người bạn cùng trường trung học Pháp văn của chúng ta ngày xưa, như là trường Jean-Jacques Rousseau, Marie Curie, Yersin, Đà Lạt, rồi Tabe, Couvent des Oiseaux, Regina Passis, vân vân. Bonsoir, messieurs, dames, chers amis. Bienvenue à la soirée pray pour Notre-Dame Saint-Marie de Fatima. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée à côté de votre bonne action pour contribuer à l'organisation charitable. Tout à l'heure, vous avez régalé un défilé de mode exceptionnel basé sur les trois films dirigés par des directeurs cinématographiques vietnamiennes. Et puis après, vous aurez la loterie avec des lots et un défilé de mode, et puis des chansons françaises interprétées par nos chanteurs préférés comme Công Thành, Thanh Vi. Et maintenant, très bonne soirée. Và kính thưa quý vị, để nhắc lại lời của Thanh Thảo lúc nãy, là quý vị đến thì quý vị nhớ đến cái bàn check-in để mà nhận cái bàn của mình. Và quý vị giữ lại cái cuốn để mà tí nữa sẽ lấy một cái hộp thức ăn nóng do nhà hàng iTango đã sửa soạn cho chúng ta. Trong đó thì được biết là có chả giò nè, rồi xong rồi có bò xào nuôi tỏi, và dessert là flan. Và trên cái hộp bánh flan đó, thì có một cái ticket, là tức là một cái sổ số nhỏ nhỏ có chừng mất. Bởi vì lát nữa đây sổ số có nhiều lô rất là giá trị, kính thưa quý vị. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu cùng quý vị cô Thủy Tiên, là một trong những ban tổ chức rất là đắc lực của cái hội này, sẽ lên cho chúng ta biết ý nghĩa về Pray for Mary of Fatima, lịch sử cũng như là những hoạt động của hội. Một tràng pháo tay thật lớn đón chào Thủy Tiên. Thủy Tiên xin thân ái kính chào quý vị. Thủy Tiên rất hân hạnh được đại diện cho chị Ái Mỹ, là trưởng ban tổ chức cũng là Executive Director của Pray to Mary of Fatima. Chào mừng quý khách tới với bữa tiệc gây quỹ cho những người đồng bào kém may mắn của chúng ta tại quê hương Việt Nam và Hoa Kỳ. Hội Bác Ái Pray to Mary of Fatima là một tổ chức từ thiện không phân biệt tôn giáo, đã được thành lập để vinh danh mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, cũng như tất cả những ơn huệ và tình yêu của mẹ đã dành cho thế gian. Pray to Mary of Fatima là một tổ chức từ thiện không phân biệt tôn giáo. Mẹ Maria đã hiện ra năm 1917 cùng với ba trẻ nhỏ ở tại một làng hẻo lánh xa xôi Fatima tại Bồ Đào Nha, và mẹ gửi lời thông điệp yêu mong mỏi mọi người cầu nguyện và lần hạt mân côi để mang lại hòa bình cho thế giới. Hội Bác Ái Pray to Mary of Fatima mong muốn là nhịp cầu nối giữa những tấm lòng vàng ở hải ngoại và các đồng bào kém may mắn của chúng ta tại quê hương Việt Nam cũng như là quê hương Hoa Kỳ này. Mọi đóng góp của quý vị đều được miễn trừ thuế, và
chúng tôi ngoài tổ chức những bữa ca nhạc để quý vị có thể vui vẻ với bạn bè và gia đình, chúng tôi còn tổ chức những buổi hành hương tới những nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra, châu Âu và châu Á, để chúng ta có thể cảm nghiệm được sự yêu mến của Đức Mẹ dành cho thế giới. Nguyện xin ơn trên ban nhiều hồng ân xuống cho quý vị và gia đình trong mùa lễ sắp tới. Xin trân trọng cảm tạ. On behalf of the Board of Directors, I welcome you to the 2024 fundraising concert to benefit the disadvantaged people in Vietnam and in America. Pray to Mary of Fatima is a non-profit and a non-denominational organization that has been established to praise Holy Mother for all the graces that she has bestowed upon us. Pray to Mary of Fatima is also hoping to be the bridge between the Golden Hearts overseas and the unfortunate lives in Vietnam and in America. Holy Mother had appeared several times in the past, in 1917 in a remote village of Portugal, in 1917, and she's calling for rosary and the prayers to bring peace to the world. Besides organizing the concerts, we actually also organized the pilgrimage tours to Asia and Europe, to the locations where she actually appeared in the past several times, and Christians can actually witness her love and her message to the world. All contributions will be tax deductible. Please zelle to pray to Mary of Fatima at gmail.com or scan the barcode on your tables. Thank you so much for coming. May God continue blessing you and your families in the upcoming holiday season. Thank you so much. Cảm ơn Thủy Tiên. Bây giờ Thanh Thảo xin được mời ban nhạc, thành viên của ban nhạc xin bắt đầu lên sân khấu. Thưa quý vị, chúng ta đã chuẩn bị khá đầy đủ. Trong chương trình hôm nay, quý vị sẽ có những cái màn trình diễn đặc biệt, bao gồm fashion show, ca nhạc bởi những ca nhạc sĩ nổi tiếng được yêu chuộng, có phần xổ số, và đầu tiên vẫn là quý vị có cái stub của cái vé. Xin quý vị đi ra cái bàn ở bên tay phải của Thanh Thảo, nghĩa là ngay bên phải của từ sân khấu nhìn xuống. Quý vị đổi cái stub để lấy cái dinner bag của mình và quý vị bắt đầu thưởng thức dinner trong khi chờ đợi và ban nhạc đang chuẩn bị để bắt đầu trình tấu cho chúng ta. Thanh Thảo đang xin tìm ca sĩ sẽ mở màn cho chương trình hôm nay. Xin mời Helena. Helena đã đến chưa? Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc Quốc Thắng và mời các thành viên ban nhạc lên sân khấu. Trong khi các thành viên ban nhạc Quốc Thắng chuẩn bị âm thanh cũng như là microphone cho ca sĩ, Helena sẽ lên sân khấu gửi đến quý vị vài ca khúc đầu tiên, bản nhạc đầu tiên chắc chắn quý vị yêu thích, đó là khúc Tình Nồng. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc cũng như nữ ca sĩ Helena. Thank you.
Helena, xin kính chào quý vị. How are you tonight? Helena, chúc quý vị một đêm thật là vui. Và tối nay là một đêm rất là ý nghĩa nha. Bài đầu tiên, Helena sẽ tặng quý vị một bài cha-cha-cha. Cũng hơi sớm một chút xíu, nhưng mà không sao. Quý vị nào đến đây để nhảy chung với Helena, hãy ra sân nhảy chung với Helena bài cha-cha-cha, khúc tình nồng. Một bài rock rất là quen thuộc. Hy vọng quý vị sẽ thích bài này. Cũng như là Helena cũng rất là yêu thích bài này, mà mỗi lần đi show là cũng thích hát bài này lắm. Và tên là Hotel California. Thank you.
On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colleges rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. Mahegu heaven, Masagu dim, I had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard a mission there. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she licked up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She called friends. How they danced in the courtyard, sweet summer sweat. Some danced to remember, some danced to forget. So I called up the captain, please. We haven't had this beard here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Any time of year. Chambers, they gathered for the feast. Standing where they're steaming knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. You can check out each time you like, but you can never leave. Hey! We'll be right back.
Very nhiều, thank you. Quý vị ấm trên ghế chưa? Bài kế tiếp một bài rất là quen thuộc, bài tên là Có Nhớ Đêm Nào. Một tràng vỗ tay rất là to lớn cho một nữ ca sĩ rất là xinh đẹp. Thanh Vy. Come on, you gotta be loud on that, guys. Come on. Yeah. Thanh Vy xin kính chào tất cả quý vị có mặt đêm nay trong buổi charity, và Thanh Vy rất là hân hạnh được trở lại lần này. Xin cảm ơn đến ban tổ chức và merci beaucoup de votre présence ce soir. Và xin gửi đến quý vị một bài hát đầu tiên nổi tiếng của nữ danh ca Dalida. Quý vị có đoán được bài gì không ạ? Mà có giọng đọc của nam tài tử Alain Delon. Quý vị có đoán được bài gì không ạ? Parole, xin gửi đến quý vị. Xin cảm tạ quý vị. Hey!
toujours les mots, les mêmes mots, rien que des mots, les mots faciles, les mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau. Floor. Est-ce que tu peux lui demander aux gens de danser avec toi?
Bien sûr, à la demande de chers amis, je vais vous inviter sur la piste, s'il vous plaît. Vous pouvez me joindre avec une chanson. Vous voulez une chanson solo ou bien une chanson de danse? Ben, comme le programme. Comme le programme, je vais vous représenter une chanson dans les années 80, intitulée « Le géant de papier ». Lạc mất mùa xuân là một bài hát Pháp được dịch qua lời Việt. Xin cảm tạ quý vị. Mời quý vị ra thần nháy được không ạ? Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire de tours, de cathédrales sur le sable mouvant. Demandez-moi de briser la montagne, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable, et pourtant để anh thôi hoang mang, tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình em môi tha thiết, nhưng ai yên để phôi pha. Đành với dân kim em bước đi trong chiều mưa rơi, lạc đứng trên bên em với chung thuyền ra khơi. Nhưng tháng năm đêm là theo mùa thu. Nhưng thu chết xuống để cho cây xanh lá, cớ riêng mình em lạc mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng, bên sông em trông đầu non trắng rơi. Toi, contre toi.
Thùy Vân xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương nhất. Vâng, và lâu lắm rồi Thùy Vân mới trở lại OC của mình, và nhất là gặp những khuôn mặt thân thương mà Thùy Vân nhớ hoài, cho nên là ngày hôm nay Thùy Vân chúc cho tất cả mọi người có một đêm thật là nhiều ý nghĩa, thật là vui. Nãy giờ chắc là mọi người busy ăn phải không, cho nên chưa có nhảy đầm. Hy vọng là em hát nhạc phẩm này mọi người ra exercise nhé. Good evening ladies and gentlemen, what an honor for me personal and us. Every year we have a chance to celebrate this beautiful and thoughtful event. Myself as a Catholic, I always have faith in Mother Mary. That's why every time Amy asks to have a little contribution, I always love to be part of it. And I hope that this event brings you many, many a blessing. And thanks again for your contribution, for your being here and everything to
the foundation, Fatima. Thank you. And please come to the dance floor for cha-cha-cha. Are you ready? Let's shake some booties. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. All the dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I know we. I can hear the sound of violin long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Mời nãy giờ có ai đang nhảy vậy quý vị? Chắc là đèn sáng quá bộ. Và bây giờ thì mời quý vị nhảy rumba nha. The Dance of Love, rumba. Xin mời tất cả quý vị cùng ra sân nhảy với nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngọc Sơn được mang tên Nhớ Anh Đêm Này. Anh nào em cũng nhớ, mà nhớ luôn các chị. Hôm xưa trao nhau nồng say, dưới chân thành tình anh ngất ngây. Và em khóc trên vai anh thật lâu, thay lời chia cho sầu. Đêm qua đêm cô đơn vây quanh, để riêng em ngồi đây buồn nhớ. Em nhớ giờ đây em nơi phương trời nào, cô nghe chăng lòng em thét gào. Tình yêu gió như mây ngàn phương, khi người ra đi quên lối về.
chẳng nghe ngồi đây buồn nhớ em nhé. Anh ơi đêm nay cô đơn mình em lang thang hoang mang bơ vơ lòng tan vỡ buồn cho sâu giờ đây tay chân chấp nhận cuộc tình gục cánh bay tình người có thơ ra đi bỏ tôi nghe tim mình vỡ vỡ vòng tay ấm ngày nào ta có nhau biệt ly khúc xa một mình em đứng đau tình người có thể thôi ra đi bỏ tôi để mai trời nào có mẹ chẳng lòng em thét cao tình như gió như mây ngàn phương khi người ra đi quên lối về đêm nay anh đang vui bên ai để chờ ngồi đây mời ba lần rồi mà cũng được có hai cặp, chán quá. Thôi bây giờ hy vọng nhạc twist, nhạc swing này mọi người sẽ exercise. Let's go to the dance floor. Join me for swing, twist, okay? Get some exercise, okay? All right, this beautiful song by Lê Hữu Hà. Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Love like you never ever loved before. Biết bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa, ngồi đêm những giọt nắng rơi xuống trước mái hiên nhà, người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghé qua, dù con tim vẫn thiết tha mộng xưa cũ với theo tháng ngày. Come on! Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn, có đôi khi em hay giận hờn để cho anh quên đi ngày dài với bao đêm suy nghĩ. Mắt mới đây xin anh đừng chờ, chiếc hôn kia mong anh từng giờ, ngón tay kia xin chờ dắt em đi trong đợi chờ. Biết bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa, ngồi đêm rơi xuống trước mái hiên nhà, người sao chưa đến với ta,
thiết tha, mộng xưa cũng với theo tháng ngày. Hãy cho em mỗi lúc vội vàng, lỡ mai sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai cho ta vội vàng. Mới yêu đây nay sao buồn màng. Hãy yêu đi chưa yêu lần nào, hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào. Hãy đưa em về nơi cuối trời, giấc mơ yêu anh trọn đời. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho keyboard. Nữ ca sĩ Thùy Vân đến từ Las Vegas. Và bây giờ mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho hai MC của Fashion Show tối ngày hôm nay, Hương Thơ và Lưu Việt Hùng. Hương Thơ, Lưu Việt Hùng xin kính chào tất cả quý vị và cảm ơn sự hiện diện rất là đông đủ quý vị trong một ngày thật ý nghĩa, và chúc quý vị một đêm thật tươi vui. Quý vị ơi, dạ em mới bay một chuyến bay rất dài để trở về đây và tai em hơi ù. Nếu như được em muốn nghe những tràng vỗ tay của quý vị lớn lớn tí xíu được không ạ? Lớn hơn được không ạ? Bởi vì sau đây là một cái phần đặc biệt lắm, một sự sáng tạo rất lớn của ban tổ chức thưa quý vị. Hùng tin chắc rằng phần diễn sau đây sẽ rất là mãn nhãn và sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những cung bậc, một niềm tự hào, rất tự hào. Chúng ta sẽ được đến một fashion show ở đó có niềm tự hào dân tộc, ở đó thời trang Việt Nam sẽ được tôn vinh với những bộ phim rất tuyệt vời thưa quý vị. Cho nên rất xứng đáng được quý vị một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho phần fashion show. Vâng, thưa quý vị, chương trình fashion show hôm nay là cơ hội để ban tổ chức tôn vinh ba bộ phim do ba đạo diễn gốc Việt thực hiện, lấy bối cảnh của ba thời kỳ khác nhau của lịch sử Việt Nam, với phong cách thời trang cũng khác nhau từng giai đoạn đó. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến ba bộ phim, đó là
mùi đu đủ xanh, the scent of the green papaya, người vợ cuối cùng, the last wife, và phim Đóa hoa mong manh, fragile flower. Và vâng, quý vị thân mến, bộ phim đầu tiên Mùi đu đủ xanh lên bối cảnh Sài Gòn trước chiến tranh Việt Nam vào những năm 1955. Câu chuyện xoay quanh một nhân vật tên là Mùi, một cô bé được bán làm người hầu cho một gia đình giàu có. Khi lớn lên, cô đem lòng yêu thầm chủ nhân của mình và khuyến là một nghệ sĩ dương cầm. Khi anh nhìn thấy Mùi sau một ngày làm việc đang đứng tắm và thay bộ đồ ngủ là chiếc áo yếm trắng đơn giản nhưng vô cùng quyến rũ, khuyến chợt nhận ra rằng tình yêu đã đến với hai người. Và bây giờ, người mẫu đầu tiên của chúng tôi, Desiree, sẽ tái hiện cảnh tượng đó với chiếc áo yếm trắng tương tự, một thiết kế đơn giản, lưng hở. Áo yếm tạo ra sự thoải mái và linh hoạt trong cử động, rất phù hợp cho các công việc lao động chân tay mà phụ nữ Việt Nam thường đảm nhận. Nối tiếp là người mẫu Mỹ Kiều trong trang phục áo yếm, một trang phục quan trọng trong lịch sử thời trang phụ nữ Việt Nam. Xin quý vị những trang vỗ tay thật lớn dành cho các model của chúng tôi. Người mẫu Thanh Lan cũng mang đến một góc nhìn mới với chiếc áo yếm được biến tấu để trở thành một chiếc áo dài kết nối văn hóa truyền thống và thời trang hiện đại. Nối tiếp, xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của người mẫu Kim Phương. Kim Phương cũng cho chúng ta thấy qua thời gian, áo yếm là thứ trang phục không thể thiếu của người con gái xưa. Thật đẹp và quyến rũ phải không thưa quý vị? Người mẫu Thủy Tiên vẫn cho chúng ta thấy hình ảnh chiếc áo ngày xưa trên chiếc áo dài cách tân, được biến thể thành nhiều kiểu khác nhau nhưng vẫn phù hợp với cuộc sống năng động của phụ nữ ngày nay. Có vẻ như Thủy Tiên đang có fan club ở dưới phải không ạ? Fan Thủy Tiên đâu ạ? Vâng thưa quý vị, quay trở lại với cốt truyện của bộ phim Mùi đu đủ xanh, Khuyến bắt đầu nhìn Mùi với vẻ đẹp rạng rỡ của cô trong một bộ áo dài gấm màu đỏ huyết, dù truyền thống và vòng cổ vàng, đối chiếu phong cách của vị hôn thê của Khuyến trong chiếc áo dài xanh da trơn, cổ cao thanh lịch. Và trang phục hai nhân vật nữ chính trong phim Mùi đu đủ xanh do người mẫu Thanh Thảo trong bộ áo dài đỏ của Mùi và người mẫu Hồng Vân trong bộ áo dài xanh của vị hôn thê của Khuyến. Đây là những chiếc áo dài ôm sát người, vẫn tôn lên vẻ đẹp nữ tính mà vẫn giữ được nét kín đáo, một nét đẹp quý phái trong văn hóa Việt Nam. Và một lần nữa xin mời quý vị cùng nhìn ngắm lại hai người mẫu của chúng tôi, Thanh Thảo và Hồng Vân. Và vâng quý vị thân mến, tiếp theo chúng tôi muốn được tôn vinh bộ phim mới Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim được chiếu vào năm 2023. Bộ phim nói lên thân phận tủi nhục của người vợ lẽ xuất thân thấp kém, là sự tương phản giàu nghèo của thời phong kiến, cách mà giới giàu có lạm dụng quyền lực để đối xử với những người nghèo khổ, thậm chí tệ hơn cả súc vật, với thân phận bi thảm của người phụ nữ chính trong phim. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ngắm lại những trang phục thời phong kiến của mình Bắc thế kỷ thứ 19 với áo thụng và nón quai thao qua ba người mẫu Thụy Diễm, khen ai làm nón quai thao để cho người đội cô nào cũng xinh. Kế đến người mẫu Kimberly, khăn nhỏ đuôi gà cao, em đeo dài yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay cầm nón quai thao.
Và tiếp đến thưa quý vị là phần trình diễn của người mẫu Thùy Trang. Thẹn thùng chiếc nón quai thao, mặt thuyền sóng vỗ, tình vào hồn thơ. Chiếc nón thúng quai thao đi kèm với áo tứ thân hay là áo thụng là di sản văn hóa, y phục quan họ Kinh Bắc, món trang sức làm nên nét duyên của người quan họ. Và thưa quý vị, trong thời kỳ này thì nam giới cũng mặc áo dài rất hợp với khăn đóng trên đầu, tượng trưng cho địa vị cao hơn trong xã hội so với nông dân, phân biệt giới thượng lưu với giới lao động. Hai người mẫu Phương Linh và Nghị Luận sẽ tái hiện hình ảnh của quan tri huyện và bà vợ cả với áo thụng và nón quai thao. Ai là fan của quan tri huyện đâu ạ? Vỗ tay được không ạ? Ai là fan của bà vợ cả? Dạ, xin vỗ tay thật lớn được không ạ? Quan tri huyện này cũng có cấp bằng bác sĩ đó thưa quý vị. Và thưa quý vị, hai người mẫu kế tiếp là Thụy Trinh và Sĩ Khôi, là biểu tượng cho bà vợ hai và thầy đề, là người quản gia của ông Phú Hộ trong phim. Quý vị có vẻ thương bà vợ hai hơn bà vợ cả phải không ạ? Vỗ tay lớn quá. Chúng ta vừa thấy những trang phục thời phong kiến trong phim Người Vợ Cuối Cùng, The Last Wife. Đây là những hình ảnh đã đi vào tiềm thức về vẻ đẹp truyền thống của Bắc Bộ Việt Nam chúng ta, thưa quý vị. Xin một tràng vỗ tay nữa được không quý vị ơi? Và vâng, quý vị thân mến, sau đây sẽ một phần vô cùng đặc biệt. Ngay thời khắc này, chúng tôi xin được giới thiệu thưa quý vị bộ phim thứ 3, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh của đạo diễn Mai Thu Huyền. Một tác phẩm được sản xuất năm 2024, kể về câu chuyện bi thảm của một nữ ca sĩ xinh đẹp trong cộng đồng người Việt tại quận Cam, Hoa Kỳ, khi sự nghiệp ca hát của cô đang ở đỉnh cao và đầy hứa hẹn, tương lai ấy lại bị cắt ngắn bởi căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Bộ phim lấy bối cảnh những năm sau khi Việt Nam sụp đổ trong thời kỳ làn sóng người Việt tị nạn ồ ạt chạy trốn khỏi chế độ cộng sản và định cư tại California. Bộ phim cũng tái hiện cuộc sống của người dân tại quận Cam thời hiện đại. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một đoạn phim trailer về Đóa Hoa Mong Manh. Fragile Flower, Đóa Hoa Mong Manh thưa quý vị. Và hôm nay chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự có sự tham gia của phái đoàn làm phim của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Một tràng pháo tay để đón chào ca sĩ, người mẫu, diễn viên, kim nhà viết kịch bản bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, Nhật Hạ. Ai là fan của chị Nhật Hạ, vỗ tay thật lớn được không ạ? Wow, chị là người đã viết kịch bản cho bộ phim này luôn thưa quý vị.
quá tuyệt vời. Và bây giờ cùng chào đón ca sĩ, diễn viên, doanh nhân Chí Di Phương Trinh. Và sau đây xin mời quý vị nhìn ngắm người diễn viên vừa cũng là doanh nhân rất là thành đạt của iTangle, Chí Di Phương Trinh. Kế đến chúng tôi xin một tràng pháo tay đón chào diễn viên kim người mẫu Lê Nghĩa đã xuất hiện trong bộ phim Đó Hoa Mong Manh. Vâng, thưa quý vị, bộ phim Đó Hoa Mong Manh là bộ phim do người Việt Nam làm 100% những cảnh quay và sản xuất tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Wow, hãy cùng nhìn ngắm lại một lần nữa sự diễn xuất tuyệt vời của diễn viên Nhật Hạ. Và bộ phim đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. Và mới đây ở San Francisco, với đoàn làm phim cũng đã đến San Francisco để nhận một giải thưởng gần đây. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chào đón dược sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất của bộ phim Jacqueline Thu Thảo Nguyễn. Áo dài của Thu Thảo thật là đẹp phải không ạ? Và thưa quý vị, đặc biệt hơn cả đêm nay, rất bất ngờ có sự hiện diện của diễn viên, nhà sản xuất phim kiêm đạo diễn của bộ phim Đó Hoa Mong Manh đã bay từ Việt Nam để tham dự chương trình của chúng ta, đạo diễn Mai Thu Huyền. Quý vị có thể cấn chặt vỗ tay lớn hơn và dài hơn được không, thưa quý vị? Mai Thu Huyền không chỉ là đạo diễn mà còn kiêm nhiệm luôn cả một vai diễn trong bộ phim luôn. Một vai diễn rất là sắc sảo, một người phụ nữ đầy quyền lực và đầy những toan tính, thưa quý vị. Và cùng nhìn ngắm lại ekip của bộ phim Đó Hoa Mong Manh một lần nữa với những tràng vỗ tay thật lớn để tôn vinh cho bộ phim Đó Hoa Mong Manh. Và đến đây, Ưng Thơ xin mời đạo diễn Mai Thu Huyền có thể đại diện cho đoàn làm phim Đó Hoa Mong Manh có vài lời chào ngỏ đến quý vị quan khách. Trước khi chị Mai Thu Huyền chia sẻ thì Hùng muốn quý vị một lần nữa tôn vinh bộ phim Đó Hoa Mong Manh, bởi vì đây là một bộ phim Việt Nam lần đầu tiên sở hữu 16 giải thưởng quốc tế ở xuyên suốt 4 đoàn làm phim lớn nhất của châu Lục, thưa quý vị. Một tràng vỗ tay cho bộ phim Đó Hoa Mong Manh với 16 giải thưởng rất quan trọng. Chị Huyền, mời chị. Vâng ạ, Mai Thu Huyền xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ngày hôm nay. Và Mai Thu Huyền cũng xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến chị Ái Mỹ cũng như là ban tổ chức của chương trình đã tạo cơ hội để cho giới thiệu, để quảng bá những cái bộ phim Việt Nam, những tà áo dài Việt Nam, để quảng bá cho văn hóa Việt Nam ở trên đất Mỹ, và đặc biệt có sự ưu ái cho đoàn phim Đó Hoa Mong Manh khi ngày hôm nay dàn diễn viên cũng như là ekip sản xuất của chúng tôi có mặt tại đây. Sở dĩ thì Mai Thu Huyền có Huyền là từ Việt Nam qua và đang có mặt ở Mỹ là bởi vì vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều tin vui. Huyền cũng như là chị Nhật Hạ, chị Jacqueline và các thành viên trong đoàn làm phim vừa mới trở về từ San Francisco để nhận hai giải thưởng, đó là giải thưởng cho Best Romantic Feature Film, tức là bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất, và giải Best Screenwriter Writing cho chị Nhật Hạ là kịch bản hay nhất. Và hiện nay cho đến thời điểm này, giống như là MC Lưu Việt Hùng đã chia sẻ, thì chúng tôi đã có 16, tổng cộng 16 giải thưởng trong các liên hoan phim quốc tế ở tại Mỹ, tại Pháp, tại Đức và tại Ấn Độ. Và ngày hôm qua thôi thì ekip đoàn làm phim cũng vừa mới công chiếu bộ phim trong liên hoan phim thế giới châu Á Asian World Film Festival ở Los Angeles. Và hành trình tiếp theo của chúng tôi sau khi quảng bá bộ phim
đã chiếu bộ phim ở tại Mỹ vào tháng 3 và phát hành tiếp tục ở tại Việt Nam vào tháng 4, thì tháng 6 đã chiếu ở Pháp, tháng 10 vừa qua thì đã chiếu ở Anh Quốc, đã nhận được rất là nhiều những cái tình cảm yêu mến của quý vị khán giả. Và chỉ đến cuối tuần này thôi thì Mai Thu Huyền và chị Jacqueline Thu Thảo sẽ tiếp tục hành trình đi đến Ấn Độ để chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia một liên hoan phim quốc tế ở Ấn Độ, một liên hoan phim lần thứ 55, là liên hoan phim lâu đời nhất và uy tín nhất của Ấn Độ, bởi vì chúng tôi có một cái kế hoạch là sẽ phát hành bộ phim này ở tại thị trường Ấn Độ, sẽ có hai buổi premiere ở tại Goa và tại Mumbai trước khi phát hành chính thức ở trên 70 cụm rạp ở tại Ấn Độ. Và đặc biệt khi mà đến với Ấn Độ thì có một cái điều rất là đặc biệt, đó là bộ phim này sẽ được lồng tiếng Anh và lồng tiếng Hindi để cho những người Ấn Độ bản xứ có thể xem. Nếu như mà ở Mỹ, ở Việt Nam hay là ở những cái quốc gia Pháp hay Anh thì bộ phim đã được chủ yếu cộng đồng người Việt xem, nhưng lần đầu tiên khi đến Ấn Độ thì hoàn toàn là người Ấn Độ. Nên là rất là mong quý vị sẽ dành một tràng pháo tay chúc mừng cho một bộ phim Việt Nam có thể vươn xa, có thể giới thiệu đến nhiều những quốc gia trên thế giới, để chúng ta có thể quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và đặc biệt là âm nhạc Việt Nam ở trong bộ phim này, khi chúng tôi có đến tổng cộng 15 ca khúc do ca sĩ Nhật Hạ trình bày. Không biết là ở trong khán phòng này những anh chị nào đã xem bộ phim này rồi ạ? Mọi người có thể giơ những cánh tay lên để Mai Thu Huyền và ekip biết là có những ai đã xem phim không ạ? Vâng ạ. Và có rất nhiều cánh tay nhưng mà cũng còn nhiều cánh tay chưa giơ, tức là chưa xem. Vậy thì Mai Thu Huyền muốn hỏi là quý vị ở tại Mỹ có mong muốn xem bộ phim Việt Nam lần đầu tiên quay 100% tại Mỹ về chính quý vị, về chính cuộc sống của những người Việt ở tại Mỹ không ạ? Nếu có thì đoàn làm phim sẽ cố gắng để có thể công chiếu bộ phim lần nữa ở tại Orange County phục vụ quý vị khán giả. Mọi người có đồng ý không ạ? Vâng ạ, Huyền muốn nhìn những cái cánh tay mà đồng ý để cho chúng tôi có động lực là có tiếp tục để chiếu phim nữa không ạ? Nếu mà chiếu phim thì quý vị có đi ủng hộ không ạ? Everybody put your hand up! Đó, rất nhiều cánh tay các chị ạ. Bây giờ đấy là chị Hạ và chị Jacqueline sẽ làm sao mà để trong thời gian tới có thể chiếu bộ phim này. Và chắc là mời chị Hạ chia sẻ một chút ạ. Hạ xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của tất cả quý vị cho cuốn phim đầu tiên chúng ta làm, thực hiện tại Mỹ và nhận được nhiều thành quả cũng như nhiều tiếng vang trên tất cả thế giới. Phải nói rằng bộ phim 16 giải trên rất nhiều quốc gia khác nhau ở những liên hoan phim quốc tế. Và bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng để thuê rạp và chiếu lại cuốn phim Đóa Hoa Mong Manh cho những quý vị nào chưa xem. Nếu quý vị nào muốn xem, có thể là cái thời gian của chúng ta nó sẽ là cuối tháng 11, khoảng ngày 30 tháng 11 chúng ta đang điều đình với rạp. Thì xin quý vị hãy liên lạc với những người ở trong đoàn phim. Quý vị có thể liên lạc với Trizy Phương Trinh, Thu Thảo, anh Nghĩa, hoặc là chị Ái Mỹ, hoặc là Hạ. Và nếu chúng ta không biết những số phone đó thì chúng ta có thể liên lạc ở trên Facebook để chúng tôi có thể có một cái số lượng người đông đảo và chúng ta cùng coi phim với nhau cho thật là hạnh phúc, thật là vui. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn cho ekip của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, quý vị ơi. Và quý vị đã nhìn lại phía sau, chúng ta có một cái backdrop rất là đẹp của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Lát nữa sau phần fashion show thì chúng tôi xin mời quý vị có thể ra để chụp hình với ekip làm phim Đóa Hoa Mong Manh quý vị nhé. Ngay đằng sau kia đã có một cái backdrop thật đẹp của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh rồi. Và sau khi phần fashion show Đóa Hoa Mong Manh kết thúc, xin mời quý vị có thể chụp hình với những tài tử giai nhân của chúng tôi trong phần fashion show. Và sau đây sẽ là một phần fashion show đặc biệt liên quan tới bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, thưa quý vị. Và kế tiếp sau đây, chúng tôi muốn vinh danh bộ phim Đóa Hoa Mong Manh bằng cách giới thiệu những chiếc áo dài lấy cảm hứng và phỏng theo ý tưởng những trang phục của bộ phim, khắc họa đời sống thường ngày của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, như là từ tiệc tùng, đi mua sắm, du ngoạn trên du thuyền, cũng như là các buổi hòa nhạc lớn và biểu diễn trên sân khấu. Những thiết kế này cho thấy cái vẻ đẹp thanh lịch của chiếc áo dài ngày nay. Và xin quý vị hãy tưởng tượng là những nhân vật trong phim sẽ được những người mẫu của chúng tôi
thay thế bằng những chiếc áo dài Việt Nam như trong buổi trình diễn đêm nay. Để phản ánh điều này, chúng tôi sẽ giới thiệu những biến thể hiện đại của áo dài truyền thống với các thiết kế phù hợp cho nhiều sự kiện xã hội khác nhau. Những chiếc áo cách tân nhấn mạnh mang tính đa dụng và vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian của áo dài trong thế giới ngày nay. Và để mở đầu, người mẫu Katie Kim Thoa trong chiếc áo dài màu beige, vải ren có đính sequin, hai tay áo dài rất là tha thướt với cổ áo cách tân rất là Tây phương, sẽ nổi bật trên sân khấu trình diễn. Các ca sĩ có thể đặt một chiếc áo dài như thế này để bước lên sân khấu sẽ làm người bản xứ trầm trồ khen ngợi. Và người mẫu kế tiếp là Christina Thủy Tiên. Một chiếc áo dài nhìn xuyên thấu thân hình vô cùng gợi cảm, được may bằng vải chiffon màu da người đính đá pha lê với quần bó sát, sẽ trở thành một điểm nhấn thật nổi bật trong những chuyến đi du lịch bằng tàu. Nối tiếp, xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của Emily. Trong một chiếc áo dài nền đen với những đóa hoa đỏ thắm, hai vai phồng và tay áo bằng vải nhung vô cùng trang nhã, bắt mắt để chụp hình bìa báo và thời trang cho quý vị. Những tràng vỗ tay của quý vị đâu rồi ạ? Quý vị vỗ tay lớn lên được không ạ? Và nối tiếp là phần trình diễn của Tuyết Nga. Trong một chiếc áo dài dạo hội màu đen bằng sequin với phần ngực trên và tay áo bằng vải lưới viền ren, tôn vinh vẻ đẹp hiện đại của chiếc áo dài sang đẹp và không kém phần gợi cảm được trình diễn trên sân khấu. Rất là sang cả. Và kế đến, hai người mẫu Thanh Lan và Mỹ Kiều trong hai kiểu áo dài hở một bên vai bằng lụa mỏng có họa tiết lập thể đủ sắc màu, vô cùng trẻ trung, vô cùng yểu điệu và vô cùng thướt tha, rất thích hợp để diện đi shopping mua sắm. Nhất là mùa hè, thưa quý vị, mặc áo này thì rất là mát mẻ. Kế đến, người mẫu Thủy Tiên trong chiếc áo dài vàng nghệ hai lớp ở một bên vai, trông thật gợi cảm, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn khi cô đứng trình diễn trên sân khấu. Hình như có fan lớn của cô đây, big fan của Thủy Tiên. Fan của Thủy Tiên đâu rồi ạ? Wow, giống thi hoa hậu quá, cô này hoa hậu chắc rồi, dạ. Và kế tiếp xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của người mẫu Thụy Diễm. Với chiếc áo dài lụa đỏ hở vai có nơ to một bên, tha thướt với khăn choàng dài một bên vai, là sự giao thoa tinh tế rất là đẹp truyền thống và phong cách hiện đại, sẽ làm nổi bật trên bảng billboard khiến bao người phải ngừng lại để ngắm nhìn. Kế đến, mời quý vị nhìn ngắm người mẫu Phương Linh với chiếc áo dài trắng sang trọng, tay lửng với kiểu ốp cổ áo rất là lạ, phải không thưa quý vị? Cườm tay thì đính cườm, tôn lên cái nét đẹp dịu dàng, nữ tính, thanh lịch, thướt tha, rất lý tưởng cho một người ca sĩ chọn mặc để trình diễn trong các buổi tiệc tư nhân. Và bây giờ, thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn dành cho Betty. Một sự lựa chọn độc đáo cho những chiếc áo dài tiệc cưới với nền vải ren đính kết hạt cườm và đá pha lê màu đỏ vô cùng lộng lẫy trên áo và khăn đóng, làm tăng nét đẹp quý phái và sang trọng, là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô dâu trong ngày cưới. Một tràng pháo tay cho Betty. Và xin mời tất cả các người mẫu ra sân khấu một lần nữa.
hãy cùng nhìn ngắm lại những mỹ nhân của chúng tôi trong buổi tối hôm nay với những bộ trang phục cách tân từ áo dài và áo yếm. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn. Mời Thanh Lan và Mỹ Kiều. Mời Hồng Vân và Thùy Trang. Hồng Vân và Thùy Trang. Tối nay tôn vinh ba bộ phim của ba đạo diễn gốc Việt. Đây là một sự đóng góp rất là lớn và công phu, tỉ mỉ, rất nhiều công sức của chị Ái Mỹ. Xin một tràng pháo tay cho tán thưởng cho phần đóng góp và công sức của chị Ái Mỹ để thực hiện một chương trình fashion show thật ý nghĩa để tôn vinh những chiếc áo dài qua nhiều thời kỳ và các bộ phim Việt Nam của chúng ta, để nhìn thấy những nét đẹp truyền thống nối kết đến hiện đại vẫn giữ nét tinh túy của thời trang Việt Nam qua chiếc áo dài muôn đời tuyệt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Chị Ái Mỹ đứng ngay chính giữa để chụp một tấm hình thật là đẹp. Một tràng pháo tay cho chị Ái Mỹ là người đã bỏ công để thực hiện chương trình fashion show mà chúng tôi đã tập dượt rất là nhiều và rất khó khăn và công phu, thưa quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn để trao tặng cho người đã thực hiện một ý tưởng rất là độc đáo. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn chị Ái Mỹ và tất cả những người mẫu xinh đẹp của chúng ta đêm nay. Xin mời tất cả an toàn. Và mời ban nhạc trở lại sân khấu ạ.